Xin chào các nàng. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là một cặp lông mày gầy sợi thật là tự nhiên. Thời gian gần đây thì lông mày gầy sợi đang làm mưa làm gió và đang được rất rất nhiều các chị em gái yêu thích. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể vẽ được một cặp lông mày gầy sợi đẹp. Thế nhưng hôm nay Mai Phan sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách mà Mai nghĩ rằng nó sẽ rất là đơn giản, dễ dàng cho các bạn có thể thực hiện được. Đối với lông mày gầy sợi thì cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng không cần quá cầu kỳ, mà các bạn chỉ cần sử dụng một cây chì mày, chì gì cũng được, miễn là cái phần đầu của cây chì này chúng ta phải chuốt thật là sắc nét và thật là nhọn để cái sợi mà khi chúng ta gầy lên nó được mảnh và sắc nét nhưng vẫn phải tự nhiên giống như sợi lông mày thật. Và để bắt đầu có được cái định hình tốt để cho chúng ta có thể tạo được một dáng lông mày gầy sợi thật là tự nhiên, việc đầu tiên chúng ta sẽ cần phải đo cái điểm đầu của dáng lông mày. Cái điểm đầu của dáng lông mày nó sẽ song song với lại hai bên cánh mũi như thế này. Thế thì chúng ta sẽ đo từ cánh mũi và chấm một điểm làm tâm điểm ở đây, cả hai bên. Và sau khi mà chúng ta xác định được cái điểm đầu lông mày của chúng ta nó sẽ phải đi tới đây, thế thì những cái phần này đó chính là những phần mà chúng ta cần phải gảy cái sợi lông mày làm sao cho nó thật là mảnh và tự nhiên. À, sau khi chúng ta xác định được cái điểm đầu lông mày, vậy thì cái đầu lông mày này chúng ta sẽ căn cho nó thành 0,5cm đi. Và với cái 0,5 này chúng ta sẽ chia đôi ra. Sau khi chia đôi cái đầu lông mày như thế này thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng gảy cho cái sợi lông mày nó được mảnh và tự nhiên. Và chúng ta sẽ bắt đầu từng sợi mảnh cho cái phần trên trước. Nghiêng, mình sẽ đặt cái cây chì nghiêng và gảy lên từng sợi mảnh. Sợi lông mày của chúng ta sẽ được ôm xéo theo cái dáng lông mày hiện có. Khi mà gảy ra đến 1/3 của cái dáng lông mày thì cái phần này là cái phần đã có nhiều sợi lông rồi, thì chúng ta sẽ gảy sợi lông mày thưa hơn để sợi lông mày chúng ta được tự nhiên và đan xen giữa lông mày thật và lông mày gầy sợi được hòa vào với nhau thật là tự nhiên nhé. Sau đấy đến cái phần chúng ta đã gảy được cái phần đầu trên và bây giờ là cái phần đầu dưới. Cái phần đầu dưới này thì mình sẽ gảy đan xen vào giữa hai sợi lông mày của phần trên. Như vậy thì mình sẽ có cái sợi lông mày nó tự nhiên như là lông mày thật. Các bạn lưu ý là cái phần đầu mà không có lông mày này chúng ta sẽ cần phải rất là tinh tế với từng cái đường gảy sợi thật là mảnh, nhưng mà phải sắc nét nhé. Và khi mà chạm ra đến phần 1/3 của dáng lông mày rồi thì chúng ta sẽ gảy thưa hơn. Và chúng ta sẽ sử dụng kem che khuyết điểm để xóa đi cái đường mà lúc nãy chúng ta chấm để định hình cái dáng lông mày ở cái phần đầu. Nó có một cái đường hơi đậm một xíu. Đây chính là cái điểm mà chúng ta chấm để định hình dáng lông mày lúc ban đầu á. Mình sẽ xóa bằng cái cây cọ mảnh như thế này. Và như vậy là mình đã xóa xong rồi và cái đầu lông mày đang rất là tự nhiên rồi. Sau khi chúng ta đã gảy xong cái phần đầu lông mày rồi thì sẽ đến cái phần giữa của cái cặp lông mày. Cái phần này thì đại đa số là bạn nào cũng có nhiều sợi lông mày rồi, chính vì thế cho nên là chúng ta chỉ đưa lên từng sợi thưa và mảnh để cho cái sợi lông mày chúng ta nó được hài hòa và tự nhiên. Sau đấy là đến phần đỉnh đi xuống đuôi. Từ cái phần đỉnh đi xuống đuôi này thì cái lông mày của chúng ta sẽ được gảy từ trên đỉnh đi xuống và cái cây chì lúc này chúng ta sẽ hướng xuống, xéo xuống và gảy từng sợi mảnh đi xuống.
Trong quá trình gầy sợi này, nếu như mà chì bị cùn thì các bạn nên lấy banh dao lam tỉa lại một lần để cho chì được sắc nét hơn. Như vậy thì cái lông mày gầy sợi chúng ta sẽ, cái sợi lông mày của chúng ta sẽ được mảnh và tự nhiên. Với cái đường lông mày phía dưới ở phần đuôi thì chúng ta vẫn cứ gầy lên, nhưng mà nó sẽ không lên nhiều như phần đỉnh, mà nó sẽ xéo ôm theo cung lông mày đi ra phần đuôi. Và sau khi mà chúng ta đã gầy sợi lông mày xong rồi thì mình sẽ gạt lại cái sợi lông ngược lại như thế này để xem là cái sợi lông mày của chúng ta nó có mảnh và có đều không. Và những cái phần nhiều sợi lông mày và đen như này thì sẽ được, chúng ta sẽ phải sử dụng mascara đồng để chuốt cho nó nâu theo cái màu lông mày. Vì cái bạn này cũng là tóc màu nâu cho nên mình sử dụng chì mày màu nâu. Và mình sẽ sử dụng mascara màu đồng để chuốt cho cái phần lông mày đen này chuyển sang màu nâu. Như vậy thì cái màu lông mày của bạn ấy nó sẽ phù hợp với cái màu tóc của bạn ấy luôn. Còn đối với những bạn mà tóc đen thì chúng ta có thể để lông mày đen luôn. Như vậy thì mình sẽ lại sử dụng cái chì màu đen. Sau khi mà chúng ta đã tạo dáng lông mày xong rồi thì đối với cái phần đầu lông mày, các bạn muốn tự nhiên hơn nữa thì chúng ta có thể lấy cái bông tăm di nhẹ để cho cái sợi lông mày mà chúng ta vừa mới gầy xong nó được loang nhẹ ra và hòa tan vào với lông mày thật. Và như vậy thì cái sợi lông mày của chúng ta nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Sau đấy thì chúng ta sẽ sử dụng mascara màu đồng. Cái mascara màu đồng này nó sẽ giúp cái sợi lông mày đen của chúng ta chuyển sang màu nâu và hòa quyện với cái sợi lông mày vừa được chúng ta gảy bằng chì xong, sẽ rất là tự nhiên. Vậy là Mai Phan đã hướng dẫn xong cách vẽ lông mày gảy sợi rồi. Hy vọng các nàng sau khi xem clip này của Mai Phan sẽ dễ dàng thực hiện được cho mình một cặp lông mày gảy sợi thật là tự nhiên và ưng ý nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau của Mai Phan nhé. Bye bye!